Kính chào quý vị khán giả, mục tìm hiểu nghị quyết của Đảng ngày hôm nay. Mời quý vị khán giả theo dõi tiếp nội dung nghị quyết số 19 hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ba lớn nhiệm vụ giải pháp 2. Sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. 2.5. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao. Sắp xếp lại nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ giữ lại một đoàn nghệ thuật công lập truyền thống tiêu biểu của địa phương. Đối với các đơn vị nghệ thuật khác, chuyển sang hình thức ngoài công lập, hợp nhất trung tâm văn hóa và đoàn nghệ thuật cấp tỉnh thành một đầu mối. Kiện toàn, củng cố thư viện công cộng cấp huyện với các mô hình thiết chế đã có. Việc thành lập mới chỉ được thực hiện tại các địa phương có nhu cầu và điều kiện cho phép. Hoàn thiện nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động cấp quốc gia đối với một số bảo tàng chuyên ngành có các bộ sưu tập quý hiếm có giá trị nghiên cứu khoa học để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch. Thực hiện chủ trương sáp nhập các trung tâm có chức năng nhiệm vụ tương đồng thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành một đầu mối, sáp nhập các trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, nhà văn hóa trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối. 2.6 đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông. Lĩnh vực báo chí đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khóa 11 thông qua nhằm khắc phục tình trạng trồng chéo, giàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tuân chỉ mục đích gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Lĩnh vực xuất bản chuyển hầu hết các nhà xuất bản sang đơn vị sự nghiệp có thu. Trường hợp thật sự cần thiết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cho phép chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước. Lĩnh vực công nghệ thông tin kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thông tin, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công nghệ thông tin khác bao gồm giải thể, sáp nhập, chuyển đổi loại hình đối với những đơn vị sự nghiệp công lập quy mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả, không phục vụ, vụ quản lý nhà nước hoặc hoạt động cho lĩnh vực đã xã hội hóa cao. lĩnh vực bưu chính viễn thông giả soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước. các lĩnh vực thông tin và truyền thông khác giả soát hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan trung ương địa phương để bảo đảm tính thống nhất trong quản lý chỉ đạo điều hành về hoạt động thông tin và truyền thông. 2.7 sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, giải thể các đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng, phát triển các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức năng nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sắp xếp lại, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp. Hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyển một số chức năng nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về phòng nông nghiệp hoặc phòng kinh tế cấp huyện. Sáp nhập các cơ quan tương ứng ở cấp tỉnh, đưa chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan này về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giả soát sắp xếp lại kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chuyển các trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, quản lý. 2.8. Nghiên cứu việc hợp nhất các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị của Đảng với cơ sở đào tạo về quản lý hành chính ở địa phương theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy tạo sự thống nhất và liên thông giữa các khu vực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, giao cho các trường chính trị tỉnh chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn, tăng cường cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm của cấp ủy, cấp huyện. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là một số giải pháp thực hiện nghị quyết số 19 NQTU hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Những nội dung tiếp theo của nghị quyết này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong mục này lần sau cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại